Chúng con kính bạch trên sư phụ, kính thưa toàn thể đại chúng, thì chúng ta đang đến với khu vực cảnh đặc biệt nhất trên sân chính điện, chúng con có gọi là Lưỡng Long Thực Pháp luôn ạ. Chúng con kính bạch trên sư phụ là năm nay là năm con rồng. Loài rồng thì cũng là một trong những con vật gọi là uy quyền nhất theo như các câu chuyện mọi người cũng hay kể lại, nhưng vận phục dưới pháp Phật. Và chúng con kính bạch trên sư phụ là để mà làm được hai con rồng này thì cũng rất là kỳ công ạ. Thì con xin nhường lại mic cho bạn trang trí để có thể giới thiệu thêm về tiểu cảnh này ạ. Con kính bạch sư phụ cùng đại chúng ạ. Ban trang trí chúng con đã cùng với sự hỗ trợ của các ban trong chùa là đã tạo nên hai linh vật này ở trong vòng khoảng hơn 2 tháng, làm cả ngày cả đêm ạ. Vâng, con kính bạch sư phụ là hai chú linh vật rồng này thì tất cả đều là làm bằng lốp xe tái chế ạ. Chúng con đã sử dụng những cái lốp xe đã qua sử dụng rồi. Chúng con ước tính là khoảng 140.000 chiếc vảy rồng ạ. Dạ vâng ạ. Tất cả đều là tái chế ạ. Đại chúng biết không? Làm hai con rồng này là tất cả lốp xe mang về thì các bạn ấy cắt ra thành mười mấy nhiêu nghìn cái vảy đây này. Chúng ta thấy kỳ công không? Rất là kỳ công. Đây là lốp xe hết đấy. Đó, ghép lại mà thành rất là cầu kỳ, rất là khí thế luôn. Đấy, và hai con rồng đang thỉnh pháp luân chuyển. Rồng là một trong bát bộ kim cương hộ pháp, thiên long bát bộ đấy. Rồng là bảo vệ Phật pháp và đây là rồng thỉnh pháp. Bánh xe pháp luân đang vận chuyển đấy. Đây, chúng thấy cái tiểu cảnh này có đẹp không? Đẹp, rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp đấy, đúng đấy. Và rất kỳ công trong 2 tháng trời đấy. Đấy là chúng ta cái lốp xe mang về cắt ra từng cái vảy một, cực kỳ cầu kỳ. Có mây rất là đẹp phải đấy, các bạn kéo tay vô cùng luôn. Quá đẹp luôn. Nhà chị mùng 2 Tết nào cũng về chùa Ba Vàng này, lễ Phật đầu năm và du xuân tại chùa. Ở chùa ấy thì là mọi người tức là rất là thân thiện, rất là nhiệt tình, hướng dẫn cho mọi du khách đến tham quan ngắm cảnh chùa, cũng như là không khí Tết ấy ở chùa rất là vui. Thời tiết này cũng đẹp đẽ mà cảnh chùa trang trí năm nay là đẹp. Con rồng nó rất là đẹp, rất là giống thật em. Chị xem ở trên truyền thông ấy, thấy có cảnh tiểu cảnh rồng mà các Phật tử làm ấy, nên là nhà chị năm nay cũng rất là muốn về để chụp ảnh được mê lại cảnh tiểu cảnh rồng với lại bánh xe chuyển pháp luân. Con về chùa con có vui không? Có ạ. Con có thích về chùa không? Có ạ. Em bé thấy cảnh ảnh rồng đẹp không? Có ạ. Năm nay là đi chùa chỗ này là mình đi được mấy năm rồi. Vâng, năm nào cũng đi, mong muốn gọi là cầu sự bình an cho gia đình. Mình thấy không khí xuân đang đến rất là đến màu vàng, một cảm xúc rất là vui và đẹp, mọi người rất là phấn khởi đi du xuân. Mình vừa bước vào chùa thì mình thấy năm nay năm rồng nhà chùa làm rất là đẹp ở trước sảnh chính điện, mình thấy rất đẹp. Cô chú Phật tử ở đây rất là khéo tay, chỉnh chu và đẹp đẽ. Theo kinh điển Phật giáo, rồng là một trong 8 bộ chúng thường theo ủng hộ Phật pháp, thiền long bát bộ, trời, rồng, dạ xoa, kiên thất bà, Atula, Kalola, khẩn na la, ma hầu la già. Kinh điển Phật giáo có nhiều tích truyện về Đức Phật liên quan đến rồng, chẳng hạn như 9 rồng phun nước tắm cho thái tử khi mới đản sinh, rồng trên mưa cho Phật, long vương nghe kinh thập thiện, long nữ thành Phật. Đôi lưỡng long phục pháp luân không chỉ thể hiện giá trị cao quý của pháp Phật mà còn truyền tải mong muốn của tứ chúng chùa Ba Vàng là gìn giữ hoằng dương giáo pháp tới muôn nơi để người người được kết duyên với chính pháp, đón một mùa xuân với nhiều niềm vui, hạnh phúc trong thiện nhân quả.